bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Và cặp đôi cuối cùng trình diễn trong vòng thi đầu tiên của chúng ta sẽ là hai chị em. Chúng ta sẽ cùng làm quen với họ. Trước tiên là qua đoạn clip ngay sau đây. Tôi là Ánh Linh, năm nay tôi 17 tuổi. Tôi đã theo học chuyên ngành tỳ bà tại Nhạc viện Hà Nội được 2 năm. Âm nhạc dân tộc là niềm cảm hứng lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi là Linh Nhi, năm nay 13 tuổi. Tôi đang học đàn bầu tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với tôi, tiếng đàn bầu là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Chúng tôi là hai chị em ruột và cũng là người bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng nhau trên con đường âm nhạc. Chơi đàn, luyện thanh, tập nhảy, tất cả đều đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Thật may mắn vì chúng tôi luôn có nhau để cùng vượt qua khó khăn và chia sẻ thành công. Tìm tên từng con phố. Mỗi người theo đuổi âm nhạc luôn có một sân khấu mơ ước cho riêng mình. Với tôi chọn chính những con đường tại phố cổ Hà Nội là nơi mang âm nhạc của mình đến với mọi người. Được đứng trên sân khấu thân quen và biểu diễn cùng bạn bè, hai chị em đã cháy hết mình trong âm nhạc. Và bây giờ, chúng tôi muốn đem ngọn lửa ấy đến với gia đình song ca để thử thách sự ăn ý của hai chị em trên sân khấu lớn. Hãy chờ đón âm nhạc của chúng tôi nhé! Crashing with the world. Nobody by my side. Do
So don't let me down, down, down. Xin chào Ánh Linh và xin chào Linh Nhi. Dạ cô ạ. Trời ơi, hai chị em quá chất, quá cá tính dục. Ui, giám khảo Hương Giang thích quá rồi kìa. Cái phần biểu diễn này á, người ta thấy rõ ràng cái khoảng cách thế hệ nằm ở đây nè, gì đấy không? Trên kia người ta uốn như thế mà, ở dưới hai anh chị Giang ơi Giang, em phải hiểu một điều rằng á, anh phải cố kiềm chế. Bởi vì mình lỡ mình ngồi vào cái vị trí này rồi, chứ nếu như mà gọi là đúng cái máu của anh á, thì anh phải trèo lên trên ghế anh đứng anh bung xả lắc heo rồi. Được hoãn cái sự sung sướng lại đúng không? Nhưng mà phải nói rằng là hai bạn này không có một cái điểm gì để chê trách cả. Hát câu nào là chắc chắn câu đó, phát âm tiếng Anh cực chuẩn. Cái thứ hai đó là cái phong cách tự tin á, cái sức trẻ đúng không ạ? Truyền đến một cái cách cực kỳ tự nhiên, chị định lên chị nhảy rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mấy cái đoạn uốn đó em làm nó lại hơn. Em làm đi, em uống đi. Vậy nè Giang đỏ vậy nè. Dễ quá mà Giang, thấy không? Giang làm thì nó là uốn sexy, còn anh nó là con lăng quăng. Thôi được rồi, mệt quá. Thi đi, thi xem ai uống được hơn đi, dậy đi. Giang lên đây. Rồi bây giờ hai bé uống lại cho chú Nghĩa với cô Giang coi cái đi. Bây giờ thì mọi người mới hiểu thế nào là khoảng cách của thế hệ đúng không? Một cái thế hệ mà không có kịp bắt bài, còn cái thế hệ lớn hơn người ta điềm tĩnh hơn, người ta quan sát và người ta làm nhẹ nhàng, phạt, nhẹ nhàng, phạt. Nãy chú nghĩ với cô Giang ngồi đó là phải thấm nghe, trời bị điếng á. Cái cảm giác bị điếng hồn đó quý vị. Tại vì không nghĩ rằng hai cái cô bé trên clip mà áo dài, kim sa học lụa, bông vàng, bông đỏ này kia, quấn đường bầu, quấn đường tì bà đó, mà lên đây nhảy chất đến như vậy, làm cho mình hoàn toàn bị ngạc nhiên với cái sức trẻ, với cái tài năng của hai đứa. Cái giọng hát đầy nội lực, hai đứa giống như là cái kiểu giống như là chị Suplex với chị Phương Thanh cộng lại đó. Chúc mừng cái phần trình diễn cho đội của hai con nha. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn bà giám khảo. Chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng là nếu như mà đi tiếp vào vòng sau nữa thì sẽ còn rất nhiều những điều bất ngờ đến từ hai cô bé cá tính này. Cảm ơn hai chị em nhé.